Chào tất cả các bạn đến với số thứ 19 của chương trình Hỏi Đáp kênh công nghệ TND của mình. Như mọi hôm thì hai anh em mình gồm Lương và Tưởng sẽ thay nhau trả lời những cái câu hỏi của các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Kiên Hoàng. Rồi, xin chào các bạn. Thì câu hỏi đầu tiên của bạn Kiên Hoàng, có bạn này đang tìm mua một chiếc laptop dưới 20 triệu đồng cho em gái. Và chiếc máy này thì bạn yêu cầu nó có độ bền vì em không biết giữ, và yêu cầu bạn nữa đó là chip U và mỏng nhẹ, à không, chip U nhưng bạn lại tìm hiểu đến dòng 4800 rồi, thì anh có thể tư vấn cho bạn thêm không? Ở đây theo anh đọc câu hỏi của em thì lôm la em muốn mua một chiếc máy cho bạn em, đó là trong phân khúc khoảng 20 triệu và muốn bền như M4800. Và chip ở đây thì em thấy là U cũng đều được, nhưng miễn sao mà độ bền bởi vì em gái của em không giữ. Thưa em, là trong phân khúc này thì anh nghĩ M48 sẽ không phù hợp với con gái, bởi vì thực tế M48 với trọng lượng của nó thiết kế cũng khá thô, có lẽ là con gái sẽ không thích. Nhưng chủ yếu nó sẽ dành cho dân đồ họa chuyên nghiệp thôi. Còn với tầm 20 triệu thì em có khá nhiều các phân khúc để em chọn. Trong phân khúc này thì anh khuyên em gái em lên dùng Dell Latitude. Sẽ có các phiên bản mới, ví dụ như là Latitude bản là 5590. Hiện nay Latitude 5590 được trang bị vi xử lý thế hệ thứ 8 8350U, con này rất khỏe luôn, RAM 8GB, SD256 và có màn hình Full HD IPS, trọng lượng chỉ 2,3 cân, thiết kế cũng khá là ok, bàn phím gõ sướng, đặc biệt rất tốt cho business. Chiếc máy này có giá bán khoảng 19 triệu đồng ở cái thời điểm hiện tại. Cũng sẽ có thêm các phân khúc chẳng hạn như là Dell G3 nếu em gái em thích một chút đồ họa và chơi game. Chiếc máy này với trọng lượng nó chỉ 2,3 kg, anh thấy chiếc máy này cũng khá ổn, thiết kế trong vừa là nó thiết kế kiểu dạng như là nôm na là không có gì, thiết kế tối giản, nôm na là như vậy, và nó cũng không quá ngầu, và với cái màu đen và vân giảm carbon anh thấy cũng khá đẹp. Ở phân khúc này là 20 triệu 500, còn muốn kiểu như là không giữ à? Nếu mà thích một bền nữa thì anh có thể giới thiệu ThinkPad. Nếu mà ThinkPad thì không biết là phụ nữ thì nếu mà không tìm hiểu, không có đam mê thì sợ là em sẽ khó lựa chọn. Nhưng ThinkPad thì sẽ có phân khúc chẳng hạn như là T480S này, hoặc là T470, hay thậm chí là có cả con ví dụ như là ThinkPad W540, thì anh thấy trọng lượng của nó cũng 2,3 cân, và có W541 nữa cũng trong phân khúc này, nó khoảng 18 triệu đồng, trang bị màn hình 3K, i7 4900, K2100, nó nhẹ hơn một chút so với M408, thì em nên tham khảo. Rồi, chúc bạn có sự lựa chọn tốt cho em gái của mình. Chúng ta sẽ đến câu hỏi của bạn Phong Còi. Anh cho em hỏi là Alienware có cấu hình i7 7820HK cùng với GTX 1070 8GB, so sánh với i7 8750 8750H với 1060 thì còn nào chơi game? Em muốn so sánh sức mạnh để chơi game cũng như làm đồ họa. Ở đây thì có một chút anh phân tích. Đầu tiên là CPU, nếu mà CPU thế hệ mới con 8750H của nó là 6 lõi 12 luồng, mặc dù là con coi 7 8720HK khá khỏe, nhưng mà con này vẫn chỉ là 4 lõi 8 luồng thôi. Nếu mà sức mạnh của vi xử lý thì con thế hệ 8 ăn đứt. Còn nếu mà cả màn hình thì hai con đều là 1070 với một con 1060. 1070 thì anh nghĩ là sức mạnh 1060 không có tuổi để so sánh. Nếu như em thích cái dòng máy đời mới thì có thể chọn con 8750H. Ở đây chắc là Alienware thì em hỏi là 17R5 hoặc 15R4. Còn nếu như em thích ở đây RAM 32GB cũng khá khỏe đấy em ạ. Nhưng mà nếu mà em thích về cái độ trâu thì có thể là con 1070 thì anh nghĩ nó hơn đấy. Còn chip thì so sánh như này thì hơi khó. Có nghĩa là lôm na nếu em thích công nghệ mới, còn những cái ưu điểm của những cái CPU thế hệ mới thì con 1060 với cả 8750H là ok. Còn nếu mà em thích về sức mạnh cơ bắp để xử lý game và đồ họa thì chắc chắn là con 7820 cộng với cả RAM 32 1070, anh nghĩ con này sức mạnh khỏe hơn nhiều. Rồi, đối với câu hỏi này của bạn thì mình khuyên để chơi game thì bạn sử dụng 1070 8GB sẽ hơn. Rồi chúng ta sẽ đến câu hỏi tiếp theo của bạn Fucking Perfect. Hiện em đang dùng con laptop Dell Inspiron 14 3452 Pentium N3700, RAM 4, loại CPU là N3700, tốc độ là 1,6GHz, card đồ họa Intel, rồi ổ cứng HDD 500. Và em muốn nâng cấp, anh tư vấn giúp em nên nâng cấp những gì đủ để chơi các tựa game low setting hoặc medium như là Liên Minh, Đột Kích và ứng dụng Mix Video Camtasia. Thì bạn này khoảng 3 đến 5 triệu nâng cấp. Ôi em ơi, thực ra 35 triệu thì anh nghĩ là thôi, bỏ chiếc máy này đi, hoặc là đến cửa hàng anh thì anh nhập lại chiếc máy này Pentium mà cấu hình như này thì anh sẽ nhập lại cho em mức khoảng 2,5 triệu. Mà em thêm những 5 triệu vào mà dùng con này thì quá cũ em ạ. Còn với tầm Pentium của em thì ít nhất em chọn để chơi những cái tựa game tốt thì ít nhất phải là chip M. Ví dụ như là con
HP8570P được trang bị vi xử lý thế hệ thứ 3, i5, RAM 8GB ổ SSD, có cả màn hình rời 1GB, màn hình Full HD, có giá có 6.8 triệu mà có SSD có RAM rồi. Thì em bán 2.5 triệu, tính ra là em thêm 5 triệu em sử dụng con này để chơi game. Với những cái game của em nó hoàn toàn tốt, còn Pentium thì chịu rồi em ạ. Chip này không hỗ trợ chơi game cũng như làm đồ họa nhiều. Còn nếu mà nâng cấp vào thì cả RAM, ổ cứng SSD đều nâng được. Nhưng nó sẽ không hỗ trợ gì em nhiều đâu em ạ. Bởi chiếc máy này anh thấy nó không có cả màn hình rời là chip Pentium thì thôi. Chiếc này là làm văn phòng thôi em, cân nhắc em nhé. Chứ còn nâng cấp chiếc máy này 3-5 triệu thì lãng phí em ạ. Rồi, với 3-5 triệu này thì bạn nên đổi cái máy khác. Máy. Còn với kể cả nâng cấp thì các bạn thì, bạn sẽ không chơi được kể cả tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Mà quá lãng phí, nó quá lãng phí tiền. Đúng rồi. Chúng ta sẽ đến câu hỏi của bạn Hoàng Việt. Anh cho em hỏi là ổ SSD 860 EVO 250 GB nhưng tốc độ đọc chỉ tối đa là 333. Điểm kiểm tra bằng Crystal Dismark 6, như vậy có phải ổ bị lỗi không? Ổ này em cài Win 10. Thì anh theo anh là cái ổ này thì nó thực ra là 860 EVO nếu mà tốc tối đa có hơn 300 này thì em một là em xem lại hệ điều hành cài có bị lỗi hay không này. Còn mấy tốc độ con ổ này nó đọc hơn 500. Còn nếu mà đọc hơn 300 ở đây không hiểu là đọc hơn 300 cái gì. Bởi vì nó còn phù hợp cái phần mềm thường nó sẽ đo là tốc độ em đọc 4K, đọc file to, file nhỏ nó khác nhau. Nhưng anh nghĩ đổ tốc độ đọc như này 330 kiểm tra xem có phải ổ Samsung Evo xịn không. Còn nếu mà ổ xịn thì anh nghĩ chắc nó đọc hơn 500 em ạ. 300 này thì lên xem lại. Có thể là cài lại hệ điều hành trước và check xem cái ổ có phải chính hãng hay không hay là ổ nhái em nhé. Bởi vì Samsung nhái rất nhiều. Rồi mình cũng lưu ý cho các bạn khi mà sử dụng phần mềm Crystal Dismark, khi mà các bạn kiểm tra phần này xem các bạn có di chuyển cái ứng dụng gì hay là di chuyển file gì không thì các bạn tắt hết sạch đi rồi hãng sử dụng cái phần mềm này để chấm điểm. Rồi chúng ta đến câu hỏi của bạn Đào Ngọc Sơn. Cho mình hỏi là HP Babylon 14BF0116TU có mấy khe cắm RAM và giá máy mình search ở shop là 12,5 triệu. Nếu mình nâng RAM lên 8GB và lắp SSD 128 thì tổng tiền là bao nhiêu? Chiếc máy này của em thì nó chỉ có một khe cắm RAM thôi. Còn nếu mà em nâng RAM thì thường em sẽ cộng thêm khoảng 900.000 nếu lên RAM 8GB. Ổ cứng SSD 128 thì con này có hai khe cắm ổ cứng luôn. Bình thường các cửa hàng đang trợ giá một con SSD là bây giờ giá là 650 và ổ được lắp mới với dung lượng 128GB bảo hành 35 em nhé. Máy có một khe cắm RAM nên lưu ý nhé. Rồi chúng ta đến câu hỏi của bạn Biểu Zika. Anh cho hỏi là tại sao Dell G3 của em chơi thỉnh thoảng hiện tượng giật, mong anh giải thích. Em ơi, điểm giật ở đây không biết là giật cái gì. Đúng rồi. Còn nếu mà giật trong game thì thứ nhất là em kiểm tra đầu tiên là cái đường truyền mạng của em trước. Kiểm tra thứ hai là em có cắm sạc vào chưa. Và thứ ba nữa là xem những cái driver em cài nó chuẩn chưa. Ví dụ là đặc biệt là driver cả màn hình xem có chuẩn chưa. Và thứ ba nữa là setting của game xem server game nó có vấn đề gì không. Còn nếu không yên tâm thì cứ mang qua cửa hàng anh kiểm tra lại cho em nhé. Để sử dụng chơi game thì các bạn nên cài một vài phần mềm để đo các thông số. Chúng ta sẽ đến câu hỏi của bạn Nguyễn Văn Nam. Dell G7 bản GTX 1060 cùng với HP Omen 15CM198 cùng cấu hình thì em nên chọn máy nào? Nhu cầu sử dụng là 8 đến 10 tiếng một ngày. Hôm nay cũng rất cảm ơn bạn Lam này, hình như anh thấy là buổi chiều em đã chọn chiếc HP Omen 15C198. Lúc chiều này anh thấy là anh cũng chuyển hàng cho em rồi đấy. Còn nếu anh phân tích chút một cấu hình, còn nếu mà điểm ngầu thì anh nghĩ chắc là Omen ngầu hơn. Đúng rồi. Còn thứ hai mà lợi về cấu hình thì chiếc Omen nó là RAM 16GB, nó là hơn hẳn 8GB RAM. 8GB RAM bây giờ sẽ có giá khoảng 2 triệu. Thứ hai nữa là nó sẽ lợi thêm một cái ổ 1T. Ổ 1T thì anh nghĩ là cũng giá khoảng 1 triệu đó, nếu mà tính bằng lợi giá nó được 3 triệu rồi. Nếu mà so với G7 mà G7 thì đang có giá bản 1060 đang có giá 295. Còn cái thứ ba nữa là Dell HP Omen thì nó còn có thêm cả phím LED RGB, anh thấy cũng khá ok. Nếu em thích cái sự ngầu và cấu hình cao thì Omen là sự lựa chọn hoàn hảo. Còn nếu mà nhiệt độ anh test trên chiếc hai chiếc máy này anh thấy khá ổn, CPU đều là thế hệ thứ 8, 6 lõi, 12 luồng, rất ngon. Chúc em có máy mới kiếm được nhiều tiền mà chơi rất nhiều tựa game mà em thích em nhé. Rồi cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ bên mình. Chúng ta sẽ đến câu hỏi thứ 8 của bạn Quang Đăng. Anh cho em hỏi một chút, em dùng iMac lúc bảo dưỡng có cần tra keo tản nhiệt không? Hình như iMac tản nhiệt không giống với laptop. Em mọi cái nguyên lý hoạt động của iMac hay là máy tính hay là MacBook đi chăng nữa thì nó vẫn có keo tản nhiệt bên trong. Và keo tản nhiệt thì nhà anh cũng làm. Con này em tra mới X4 và dùng khá tốt. Còn bảo dưỡng thì chắc chắn là cần phải tra keo rồi em. Cái máy này nó cũng tra keo như bình thường thôi. Nếu sử dụng mới X4 là ngon rồi em ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Chúng ta đến câu hỏi của bạn Duy Đào. Anh ơi, em đang dùng máy laptop Mow Computer i7 đời 2, xung nhịp 2.2GHz, RAM 8, card RGX 540M, 1GB mà sao chơi CS nó lại lắc và
FPS không ổn định từ 50 đến 100 và rất là giật lag. Có phải do dung nhịp máy thấp không? Có phải do dung nhịp máy thấp không? Thực ra thì CPU của em i7 đời 2 anh nghĩ cũng được rồi. Có cả màn hình rời, con này là không phải GTX đâu. Anh nhớ con này nó là GeForce 540 thôi. Nó chỉ là GT thôi chứ không có GTX em nhá. Con này dung lượng 1GB hơi đuối một chút. Còn cấu hình của những máy đời thấp này để em kiểm tra xem ổ cứng của em còn tốt không. Chắc chắn là chạy ổ cứng cơ rồi. Ổ cứng cơ thì nhiều khi nó dập, lát và do chậm ổ không xử lý kịp. RAM của em đang bao nhiêu GB đây? RAM 8. RAM 8GB là đủ rồi em ơi. Con này muốn ngon thì theo anh bây giờ đời máy cũ kiểm tra xem, chắc là lâu ngày có khi cũng chưa được bảo dưỡng vệ sinh. Thì là nên bảo dưỡng lại, vệ sinh lại, tra keo máy nó chạy mát mẻ. Thì thứ nhất là cái hiệu năng khi em chơi ở mức cái cường độ cao thì nó sẽ không bị giảm xuống. Kiểm tra ổ cứng xem, anh sợ là ổ cứng bát em ạ. Vì dòng này nếu mà có điều kiện được nâng cấp cái SSD vào, bây giờ ổ rất rẻ. Nếu nâng cấp SSD thì nó sẽ khởi động các ứng dụng của em rất nhanh. Mặc dù là không khiến em game nó tăng FPS nhưng mọi thứ nó sẽ nhanh hơn. Ổn định. RAM 8GB ổn rồi. Anh nghĩ là máy đời này đi bảo dưỡng vệ sinh lại sạch sẽ và tra keo xịt nhá em nhá. Dùng nó sẽ ngon lành. Chúng ta sẽ đến câu hỏi của bạn Hồng Đại Lê. Anh em có khoảng 25 triệu thì có mua được MacBook Pro 15 inch 2015 hay không? 15 inch 2015. Không mua được em ơi. Con rẻ nhất của 15 inch đó là con MZL Q2. Máy mà anh cho là bảo hành ok và không có vấn đề gì, đẹp. Em phải bỏ ra 29 triệu em mới mua được. Còn nếu những chiếc máy trên thị trường mà giao khoảng 25 triệu, thứ nhất là có thể là hình thức máy xấu hoặc là máy sửa chữa, thì nên cẩn thận em ạ. Còn không có giá rẻ như này đâu em, phải bỏ ra ít nhất là 28 đến 30 triệu, tùy về hình thức và tùy cấu hình của máy. Nếu con MZL Q2 rẻ nhất thì nó sẽ có cấu hình là i5 2.5, RAM 16GB và ổ cứng SSD 256GB. Có một số bản con Q2 được option CPU, có nghĩa là 2.5, còn con không option nó là 2.2, vừa là anh nhầm nhé em nhé, 2.2 thôi. 25 triệu thì khẳng định là không mua được em ạ. Rồi, bạn sẽ chuyển sang chiếc máy khác hoặc là có thể là vay bốc bát. Bốc bát họ. Chúng ta đến câu hỏi của bạn Đức Hiền. Hai máy cấu hình ngang nhau, laptop với máy bản, máy nào mạnh hơn? Chắc là hôm vừa rồi thì em không xem video của anh rồi. Hôm vừa rồi thì anh đã so sánh sức mạnh của một con 6700 CPU PC cộng với cả con GTX 1070 cho PC, với so sánh i7-7700 trên laptop với cả hẳn GTX 1070 trên laptop, thì sức mạnh của những chiếc PC nó sẽ nhỉnh hơn khoảng từ 15 đến 20% cùng cấu hình. Và tại vì sao em sẽ hỏi là PC nó nhanh hơn? Bởi vì cái không gian của những chiếc PC và cái thuật toán để sử dụng các dòng card màn hình cũng như CPU nó khác hoàn toàn so với laptop. Mặc dù là có vẻ nghe nó giống nhau nhưng mà cái hiệu năng của laptop thường nó sẽ bị bóp lại và sẽ không hoạt động được 100% như so với CPU của PC em nhé. Tóm lại là cùng cấu hình thì chắc chắn PC nó sẽ nhanh hơn. Rồi, chúng ta đến câu hỏi cuối cùng của bạn Lý Lợm. Và câu hỏi này cũng khá là ngây thơ. Bạn ấy hỏi là lap em chỉ khi nào cắm sạc thì chơi game mới mượt, còn khi không cắm là lag. Các tựa game như là LOL rồi FIFA Online 4 thì cũng chơi ở mức 30-20. Bạn sử dụng card GTX 1050 cùng với i5-8300H. Đây có lẽ là em rất gà công nghệ thì em mới hỏi câu hỏi như này. Thưa em, là em muốn làm đồ họa hay chơi game thì luôn mặc định là phải cắm sạc vào. Còn nếu bình thường chúng ta rút sạc ra thì nó mặc định nó sẽ là một số trường hợp nó sẽ chạy cả màn hình on. Nếu như em không tùy chỉnh thì nó sẽ chạy cả màn hình on. Mà cả màn hình on ở trên game mà làm đồ họa thì nó yếu là đúng rồi. Hoặc nhiều khi pin của em nó còn không đủ, chẳng hạn nó còn ít ý, nó còn giảm hiệu năng của máy xuống. Chính vì là em không cắm sạc và việc nó chạy nó giật lag cái thứ này là hoàn toàn bình thường em nhá. Nhớ là chơi game khi cắm sạc bình thường. Còn để mà dùng pin tốt thì chúng ta sẽ thỉnh thoảng em cứ vừa cắm vừa dùng bình thường. Khi không dùng máy nữa thì lên rút bỏ sạc ra và tắt máy đi, gập máy xuống. Thỉnh thoảng khoảng 5 ngày đến 1 tuần thì sạc pin cho anh một lần. Thì cái máy của em dùng pin nó luôn tốt và cái hiệu năng nó sẽ luôn được ổn định. Rồi, câu hỏi này cũng là câu hỏi cuối cùng. Những ý kiến của anh em mình vừa rồi cũng là lời chia sẻ cho các bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào cũng như là ý kiến gì xin để lại dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Chào tất cả mọi người.